Ngày 30 tháng 8, huyện ủy Lương Sơn tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện Lương Sơn năm 2022 vừa qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ đảng viên nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật chiến thuật, vận dụng sát với tình hình thực tế địa bàn địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nhận thức tư tưởng cho lực lượng vũ trang để sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Huyện Lương Sơn tiếp tục nghiên cứu vận dụng những kinh nghiệm tích lũy được thông qua cuộc diễn tập để áp dụng vào công tác lãnh đạo chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ. Đối với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của huyện trong những năm tiếp theo, đồng thời rút kinh nghiệm và có những giải pháp phù hợp đối với những hạn chế còn tồn tại. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện năm 2022.